thất bại là một chuyện tốt. Thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao có thể thành công. Thất bại có thể dạy chúng ta biết làm sao để chiến thắng. Thất bại có thể dạy cho chúng ta biết làm sao hóa thiên hạ. Con người ta muốn thành đại nghiệp phải biết nắm được thì là buông được.